Dạ em xin kính chào toàn thể các cô, chú, anh chị, các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Phiên buổi sáng ngày hôm nay ngày 8 tháng 2 năm 2022 cũng là ngày 8 âm lịch. Và hôm nay thì shop Hoa Lan Hoàng Nhung tiếp tục bắt đầu là khai xuân bán hàng và lại phục vụ tất cả các quý cô, chú, anh chị mọi miền Tổ quốc. Và ngày đầu tiên mở đầu năm mới thì em xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, một năm mới thật nhiều hạnh phúc và bình an, gặt hái được thật nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống ạ. Và hôm nay thì mở đầu bán hàng thì hôm nay cũng sẽ có nhiều chương trình ưu đãi và có những chương trình bán hàng giá rẻ, thì mọi người nếu mà ghé qua shop em ưng mặt hàng nào thì các bác có thể là ghé qua ủng hộ nhé. Thời gian đầu tiên thì em cũng có nhập về một số dòng hàng, nói chung là cũng đa dạng nhiều chủng loại, và shop nhà em thì đang cố gắng hoàn thiện và nhập hàng nhiều hơn để phục vụ quý cô chú anh chị ở mọi miền Tổ quốc và rất là nhiều mặt hàng khác. Và chương trình đầu xuân năm mới thì em sẽ có chương trình tặng quà với tất cả những đơn hàng hôm nay từ 500.000 trở lên. Bên em sẽ tặng cho các bác một chậu pen soda xưa trị giá 75.000, giá cũ là 85.000 một chậu. Đấy, sẽ tặng cho các bác một chậu pen soda xưa. Đen rô nắng thì sắp tới em sẽ nhập về số lượng nhiều. Và thực ra cái lô hàng này trong năm vừa rồi nó đẹp quá nên là em nhập số lượng lớn. Đây là hàng bây giờ đầu năm là em sẽ dành để làm quà tặng dành cho tất cả những khách hàng yêu quý đã ủng hộ shop em. Những đơn hàng từ 500.000 trở lên nhá sẽ được tặng một chậu pen soda xưa trị giá là 75.000. Đấy. Những cái chậu này thì hàng của nhà em thì hàng bán bao chuẩn hàng cho các bác. Đen rô nắng thì nhà em về có rất là nhiều loại và sắp tới cũng sẽ bổ sung hàng nhiều loại hơn. Và có rất là nhiều những dòng hàng nụ ngày hôm nay. Các bác có thể theo dõi video và update cho em từng loại mặt hàng nhé. Hàng kg, hàng rừng thì đầu xuân thì em cũng đang đặt các mối rồi. Thì sắp tới sẽ về thêm thì sẽ phục vụ các bác nhu cầu ghép lan đầu xuân. Rất là nhiều loại mặt hàng. Và sau đây thì em sẽ đi luôn vào những cái mặt hàng trong ngày hôm nay luôn. Nhiều mặt hàng giảm giá, đang vẫn giảm giá cuối năm và tri ân đầu năm mới. Các bác có thể ghé qua. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu các bác những cái chậu kiếm. Kiếm nhà em thì bây giờ có dòng vị hoàng này. Đó. Xanh Huế đây. Và hình như còn một chậu kiếm Phan Trí. Những cái chậu kiếm này trước đó toàn bán 250 thôi, nhưng đầu xuân là em đang bán giảm giá cho bác. Còn 4 chậu em bán 200.000 đồng một chậu. Kiếm này thì một chậu là trồng trong chậu to và rất là nhiều tép. Thi thoảng một số lá của nó vận chuyển nó hơi xước xát một tí như thế này. Nó không ảnh hưởng gì nhá. Giảm giá cho các bác còn 200.000 đồng một chậu kiếm. Còn 4 chậu. Tiếp đến là trầm biên vàng. Đấy, một cái dòng trầm mà trước đây nó là một cái dòng hàng rất là hot, siêu hot rồi. Và hiện tại thì cây của nó đang thắt ngọn xuống lá để chuẩn bị cho hoa. Ngày hôm nay tri ân khách hàng đầu năm chỉ có 100.000 đồng một chậu thôi. Đấy, các bác xem theo dõi video đầu năm thì nhà em có chương trình khuyến mại rất là nhiều đấy ạ. Mọi người qua ủng hộ em để lấy may đầu năm nhé các bác nhé. Và tiếp nữa là đến những cái chậu hoàng nhạn. Đây là dòng hoàng nhạn mít 4N, hàng của Thái Lan. Và hàng này thì có cả cây đôi, cây mẹ con và cả cây đơn. Thường những cây mẹ con thì thường là những cái cây nó không to bằng cây đơn. Đấy, nhưng mà nó em bán thì bán đồng giá thôi. Đồng giá là 350.000 đồng một chậu. Riêng hoàng nhạn này các bác mua một cặp này em miễn phí ship cho các bác nhé. Mua một cặp miễn phí ship mà các bác năm nay còn được tặng thêm một chậu pen soda xưa. Tiếp đến là những cái chậu sơn thủy tiên thần. Hàng thuần nhà em đi hôm vừa rồi nhập về số lượng nhiều lắm, nhưng mà cũng bán vội hàng rồi ạ. Đầu xuân thì cũng có khách chốt đơn để đầu xuân gửi, chắc chỉ dư ra vài chậu thôi. Nhưng mà hàng các bác nhìn này, lô hàng xanh mướt rất là đẹp. Sơn thủy tiên này thì trồng chậu thuần sẵn rồi, 2-3 năm rồi, về chỉ việc treo lên mà chơi thôi. Để mà có thể chăm được một cái giò sơn thủy tiên mướt đẹp này cũng mất thời gian lắm ạ. Em bán 270.000 đồng một giò. Đấy, bán đồng giá hết. Chậu nào nhiều thân thì thường thân có cả những thân nhỏ. Chậu nào ít thân thì thân của nó sẽ cao mập hơn. Đấy, những chậu ít thân như thế này giá cũ còn 290 là hơn 300 cơ. Hôm nay bán đồng giá là 270 hết. Đấy, đầu xuân năm mới ạ. Và tiếp đến vẫn là những cái bộ thiên nga. Thiên nga nhà em thì xuất cho các bác hàng cây giống. Thực ra thì dây giống thôi. Năm nay các bác sang bầu to là cuối năm là cây to đùng luôn. Thiên nga thì bây giờ đang nảy mầm. Có 5 màu để các bác lựa chọn. Màu đen này, màu nâu này, màu vàng, màu đỏ và màu xanh. Đồng giá tất cả các dòng thiên nga là 50.000 đồng một giò, là 50.000 đồng một cốc như thế này. Các bác có thể sưu tầm nhiều màu khác nhau. Và khi mua từ 5 chậu bất kỳ, bên em miễn phí ship cho các bác toàn quốc đối với dòng thiên nga nhé.
Và tiếp theo nữa là đen rô xuân ạ. Đen rô xuân mùa này đang trong cái quá trình xuống lá, nên các bác nhìn này, một số thân của nó đã trụi hết lá rồi. Và chính vì xuống lá thì cái mùa xuân chính là cái mùa của đen rô xuân bắt đầu là sưng mắt nụ. Có những chậu thì mắt nụ nhìn rõ rồi, có những chậu thì bắt đầu mới bắt đầu nhú thôi. Hàng thì em bán cho các bác đồng giá. Một cái chậu nó nhiều thân như thế này là bán với giá chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi. Và vẫn chương trình ưu đãi đầu năm là mua 2 chậu đen rô xuân em miễn phí ship toàn quốc cho mọi người đến tận nhà luôn. Đấy, đen rô xuân vẫn chương trình miễn phí ship đầu năm nhé. Tiếp theo thì về một cái lô trầm rồng đỏ. Cuối năm vừa rồi thì các bác biết rồi, trầm rồng đỏ nhà em cháy hàng luôn mà không còn một chậu nào đang có nụ. Và năm nay đầu xuân lại tiếp tục lấy được một cái lô hàng vườn giá rẻ và đang có nụ hoa chi chít luôn. Trầm rồng đỏ là một cái dòng trầm mà hoa của nó siêu thơm. Và ngày trước một cái thân trầm rồng đỏ này ít nhất nó phải rơi tầm 250-300.000 một thân nhá. Bán theo thân chứ không bán theo chậu đâu. Và ngày hôm nay cho mọi người một cái lô hàng giá siêu rẻ nhá, để mọi người tính ra cái chi phí một cái thân của nó rất là rẻ thôi. Và hàng ươm ki hết, tất cả là dòng ươm ki này, người ta cắt ra người ta ươm ki này, thân đều là thân thủ mập đẹp. Đấy, có thân to bằng ngón tay cái và nụ, lô này nụ rất là nhiều luôn. Và mầm gốc thì đầu xuân bắt đầu mầm gốc của nó đang bắt đầu mọc lên rồi. Và em đi cho các bác lần lượt từng chậu nhá. Có những cỡ chậu á, nó để mầm gốc như những cái chú lợn con luôn. Đấy, rất là nhiều, rất là xinh. Chậu này em lên cho mọi người chậu đầu tiên 2 thân cũng dài cơ nhá. Đấy, ngày trước 250 một thân, bây giờ một chậu này có 180.000, 2 thân dài và có một cái thân ngắn này tầm một gang tay mà cũng đang nhú nụ luôn này. Đấy. Thì tính ra là 2 thân dài, một cái thân ngắn nhỏ xinh và rất là nhiều mầm gốc. Chậu này 180.000. Chậu P2 210.000 đồng. 3 thân, 1 dài, 2 ngắn, đều đang sưng hết nụ nhá. Cái mầm gốc của nó này, nó mới bắt đầu nhú thôi mọi người ơi. Cái chậu này thì nhú mầm gốc nó hơi muộn hơn một tí, nhưng không sao, sau này nó cũng sẽ đẻ như thế này thôi, đảm bảo các bác như thế. Và cái hai cái mầm, hai cái thân mẹ của nó to bằng cái ngón tay cái. Tiếp theo R3 220.000. Chậu này thì đẳng cấp rồi, 1 2 ít nhất cũng 14 mầm gốc to rồi này. Hai cái thân này rất là dài các bác nhé. Hai cái thân này rất là dài này và rất là nhiều nụ này. Đấy, hai thân này dài có 220. Đấy, chưa bằng một cái thân ngày xưa. Giá rẻ, lan bây giờ giá tha hồ để sưu tầm. R4 150, 2 thân, 1 dài 1 ngắn. Em cân đối hết rồi. Đấy các bác nhìn này. Có sự khác nhau chênh lệch giữa giá. Tại sao cũng 2 thân với giá 150 và 2 thân giá 220 nhé. Tiếp theo R5 150.000. Chậu này thì khá nhiều mầm gốc này. Cái này chậu này cũng nhiều nụ. Đây có 3 thân thì 2 thân này nó hơi còi hơn tí. Thì em bán là 150. Tiếp theo R6 cũng 150.000, cũng mầm gốc đẹp đang lên. 2 thân này. Tiếp nữa là R7 180.000, 2 thân đều nhau, mầm gốc đang lên. Tính là có 90.000 một thân thôi. R8 180.000, 3 thân. Do này đáng ra là hơn 200 đấy, nhưng mà làm sao ạ? Có một cái thân này gốc của nó hơi bị teo. Đó, hơi bị teo gốc cái thân này, bị dính một thân nó bị teo gốc. Đây là giò này 3 thân thì chỉ tính tiền 2 thân thôi, coi như là thân này coi như là tặng không nhá. Đấy, các bác về vẫn chơi hoa hoặc ươm ki như bình thường. Tiếp theo R9 150 2 thân này. R9 150 2 thân. R10 180.000 3 thân. Ui, thân này siêu nhiều nụ luôn này mọi người này. Hôm nay trời tiết nó hơi tối nên thành ra là cái chất lượng video nó không được nét cho lắm. Nhiều nụ lắm mọi người, xuống đến tận đây này. Hai thân này, ui dồi ôi, như những chú lợn con nhút nhút những cái mầm gốc. R11, một thân siêu dài. 130.000 thân phải 70 cm. 130. R12, 220.000. Hai thân rất là dài đều nhau. Hai thân này dài nhá các bác nhá. Nụ thì thôi rồi. Này nụ này. Nụ thì lên từ dưới đây lên đây. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mười mấy cái nụ trên một thân, cũng phải 14, 15, 16. Cái nụ ấy, em lên trước cho mọi người một số chậu rồng đỏ. Vừa rồi là trầm rồng đỏ và sau bên đây đó chính là những chậu trầm thiên long. Trầm thiên long ngày trước cũng là khá là hot đây, thân của nó cũng siêu mập. Hàng này nó ra hoa muộn hơn một tí, chút lá rồi nhưng mà nụ hoa thì bây giờ nó cũng sẽ nở sau hơn cái trầm rồng đỏ. Và một chậu trầm thiên long giá cũ em bán 250, hôm nay thì một chậu tầm 3 thân, một dài một trung và một đến hai thân ngắn như thế này. Đấy, em bán cho mọi người 200.000 đồng một chậu thôi. Giá cũ 250 một chậu, ngày trước 250 một thân như này, bây giờ bán theo chậu cho các bác 200.000. Có hai chậu trầm cổ nhá. Chậu này 4 thân.
150 xuống lá hết rồi, thân ngắn. Nhưng chậu thứ hai 4 thân và 1 thân nữa thì thân này bị gập gốc không tính. 4 thân siêu dài này, dài lắm ạ. Thân này ngày trước bán 350 một thân đấy ạ. Thì bây giờ chậu 4 thân em bán 450. Một chậu 150 và một chậu 450 nó khác nhau rất là nhiều. Đó. Có duy nhất một chậu chớp Mỹ, đây chính là chậu này. Chậu này bị gập cái đầu ngọn đang lên nụ hoa. À đây cái chậu này cũng bị hư một thân. Hai thân này ok. Nghĩa là một thân ngắn, một thân dài bị hư đầu ngọn. Chậu này bán 130.000 chớp Mỹ. Đây, chậu này vừa chơi vừa ấy. Cái này các bác về trồng lại nhé. Cái rễ của nó hơi bị đen đầu rễ thôi. Về ghép lại. Tại vì chấp Mỹ ngày trước 350 một thân, bây giờ bán 130 chậu 3 thân thì có một thân hư. Hư gốc, một thân thì hư cái đầu ngọn, còn đâu để gốc vẫn ok. Tiếp theo là sang cho mọi người những cái chậu 5 cánh trắng họng hồng, hàng chơi nụ hoa. Đầu xuân mình vẫn chơi hoa là chuyện rất là bình thường đúng không ạ? 5 cánh trắng họng hồng ngày xưa cũng là một cái dòng hàng VIP, hàng hot đấy. Và cái giá trị của họng hồng nó cũng ngang ngửa hơn cả trầm rồng đỏ cơ. Ngày trước để một sở hữu một cái dòng 5 cánh trắng thì họng hồng này là cái dòng rẻ nhất rồi. Và bây giờ giá của nó cũng rất là rẻ để các bác sưu tầm. Hoa của nó thì màu trắng, họng hồng, môi trái tim và rất là thơm. Chậu em ký hiệu là mã C1 này. Bây giờ các mầm gốc đang chuẩn bị bật nhé. Hai thân này, đang nụ hoa này, 150.000. Quá rẻ nhá. Chậu C2 cũng hai thân đang mầm gốc, 150.000. Chậu C3 130.000, một thân dài đang nụ và một thân này đang nhú vỏ nụ, 130.000. Mã C4 120.000, hai thân 120.000. Đang mầm gốc. Tiếp theo C5, C6, C7 là chậu một thân hết và đang có nụ. Chậu một thân có 80.000 thôi, đang nhú nụ. Đó. Đây cũng cây bật mầm gốc, có cây chuẩn bị bật mầm. 80.000. Đây ạ, 80.000 nhá các bác nhá. C6, C5, C6, C7. C8 hai thân 130.000, đang nụ to. Vài hôm nữa nở thôi. C9 120.000, hai mầm gốc dài to chưa? Cũng hai thân. C10 ba thân, một thân này bị chớm gãy đầu ngọn một tí. Nhưng mà ba thân dài 180.000. C11 200.000, 3 thân thì một thân này rất là nhiều nụ, thứ hai thân này chuẩn bị nhú nụ và mầm gốc cũng đang bật lên, 200.000 C11. C12 160.000, 2 thân đều nụ hết nhé, xanh lét luôn. C13 150.000, 2 thân đang nụ, đang mầm gốc, đang nụ rất là nhiều. Đó, đây là những cái chậu 5 cánh trắng họng hồng, dòng 5 cánh trắng hàng ươm ki chuẩn hoa. Và nhà em thì vẫn đang bán mai đỏ để làm giống các bác nhé. Những cái hàng này là hàng trồng bầu sẵn rồi. Thực ra thì nếu mà ai đã chơi mai đỏ thì thực sự là mê mẩn với cái màu sắc hoa của cái dòng này. Bởi vì hoa của nó màu đỏ đậm. Và hàng nói thật là nó nở từ giờ đến tháng giêng. Vừa rồi lên một đợt hoa nhá các bác nhá. Mà bây giờ này, những cái đợt nụ mới lại chuẩn bị lên này. Nói chung là nó có cây thì nó nhìn rõ rồi. Có cây thì sắp tới là chuẩn bị lên nụ. Bảo sao là những cái nụ hoa của cái mai đỏ nó lên liên tục. Đấy. Hiện tại thì cái hàng giống này nhá, em sẽ bán cho các bác đầu năm với giá 180.000 một cây. 180.000 một cây mai đỏ. Bây giờ em bán làm giống thôi. Có cây thì nó nhú thêm lần một lần nụ. Có cây thì đang chuẩn bị với nhú các bác nhìn nhá. Nó không phải là nhú luôn cho các bác nhìn rõ luôn đâu. Và mai bây giờ ấy, kể cả hoa của nó đi, nó bị rụng hoa hay như thế nào đó, thì em cũng sẽ không bảo hành cho các bác hoa của nó không bị rụng được. Tại vì bây giờ là bán cho các bác để làm giống rồi. Tại vì đầu xuân chỉ bán làm giống thôi, nếu mà cuối năm thì bán hàng hoa. Đây ạ, có một ít cái hàng kiều vàng này, em bán 100.000 một cân để các bác làm giống, nó ít lá hơn tí. Cái hoàng thảo môi tua này bán 60.000 một ký thôi. Đầu xuân ghép mấy cái hàng này nó xấu xấu tí nhưng mà ghép cũng ok đấy. Còn một ít trúc đen 100.000 đồng một cân. Giá cũ là 200 đấy ạ, bán nửa giá, đầu xuân bán nửa giá thôi. Đây, hạc đỉnh hồng này, hạc đỉnh còn duy nhất một chậu này. Thực sự hạc đỉnh, cái lô chậu này thì còn cái nụ nó đang nhú 1, 2, 3, 4. 4 tép thì 4 tép đều có nụ hết. Rất là đẹp. 300.000 cái chậu hạc đỉnh này. Giá cũ 330. Em còn hai chậu vanda nhá. Đây, bác nào chưa có cái màu vanda này thì có thể sưu tầm này. Bông này vừa sổ hoa này. Đấy. 130.000 đồng một chậu. Còn màu này thì em chưa rõ.
130.000 một chậu, nhưng chắc chắn là hai màu khác nhau, cũng có thể là cùng nhau thì em không rõ đây. Cái mặt hoa của nó vừa sổ này, cũng khá lạ. 130.000 một chậu, một cây Vanda nhé. Tiếp theo là những cái chậu hoàng nhạn. Hoàng nhạn này thì giá dao động từ 200 đến hơn 300. Đây là hoàng nhạn tháng 4, thuần tại vườn rồi, ghép trên một cái cúc gỗ, đây gọi là gỗ nhãn. Đấy, đây những cái chậu nhỏ xinh, tháng 4 nó ra hoa vào tháng 4, hoàng nhạn tháng 8 bây giờ nó hiếm lắm rồi. Đấy, tầm 200 đến hơn 300.000 một giò. Các bác muốn lấy giò tầm khoảng bao nhiêu tiền thì em sẽ đọc báo cho các bác, có thể chụp qua Zalo, cây rất là đẹp, thuần sẵn rồi. Tiếp theo là các dòng vũ nữ ạ. Vũ nữ nhà em thì có sô-cô-la hoa thơm. Đây, những chậu sô-cô-la này thì đang bán là 200.000 đồng một chậu nhá. Bây giờ lại lên một đợt nụ nữa này. Đấy, đang nhú nụ 200.000 thôi. Riêng vũ nữ thì mua 3 chậu vẫn miễn ship, vẫn áp dụng chương trình đầu xuân với cả cuối năm vừa rồi, chạy chương trình nhiều ạ. Tiếp theo là vũ nữ này, vũ nữ anh đào 150.000, chậu anh đào nó bé hơn. Nói chung là nụ nhú liên tục và dòng vũ nữ cũng rất là dễ chăm, dễ trồng. Hoàng hậu hoa xanh 100.000 thôi, thanh lý 100.000 đồng một chậu. Đây, hoàng hậu hoa xanh, 3 chậu miễn ship nhé. Đấy là hoàng hậu hoa xanh ạ. Còn hai chậu này là chậu vũ nữ, ngọc nữ hoa thơm. Ngọc nữ bền hoa mà hoa rất là thơm đấy. 130.000 để làm giống. Bây giờ nó cũng hết hoa rồi, để làm giống thôi. Còn một chậu là chậu mèo vàng. Mèo vàng này bán 100.000. Giá cũ 160 ấy, bán lỗ vốn luôn. Cái lô hàng vũ nữ mèo vàng còn duy mất chậu, nhất một chậu. Tiếp theo một số dòng hàng khác nữa như là vũ nữ bơ ngọt này. Đây, bơ ngọt đang trong kia đang có nụ hoa. Đấy, sau một thời gian qua Tết này, nụ hoa của nó bắt đầu nhú lên rất là nhiều. Bơ ngọt đang nụ hoa luôn nhá. Này, hàng này cũng có phân nhánh nhá. Bơ ngọt này em bán 160. Nụ hoa 160 một giò. Phụ nữ bơ ngọt 3 chậu bao ship ạ. Em còn một vài bảng châu như lưỡi bẹt. Những cái bảng châu như bẹt này hôm trước là bán 280. Hàng chuẩn bẹt luôn. Đảm bảo các bác là cái hàng hoa bẹt này ngày trước rất là đắt tiền. Còn hôm nay thì em sanh lý cho các bác chỉ có 180 một giò thôi. Lưu ý là bảng này thân dài, thi thoảng một số cái nó bị gập gốc như thế này thì các bác em cũng gọi giảm giá rồi nhá. Tại vì sao ạ? Những cái hàng thân dài nó phi điệp nó không tránh được. 180.000. Tiếp theo là những cái chậu hồng ngọc mắt xước, chậu ba thân. Giá cũ 200, hôm nay bán 120 thôi. Hồng ngọc mắt xước xuống lá chuẩn bị thắt ngọn chơi hoa. Đây còn một chậu châu như bệt nhưng mà hàng này hàng cốc này, bán 120 một chậu. Còn hàng bảng kia nó dài, thân nó dài hơn, nó thắt ngọn rồi thì em bán 180. Tiếp theo là lô hàng hoàng phi hạc. Phải nói là cái lô hoàng phi hạc bây giờ là bắt đầu là nhú nụ đấy, nhiều đấy. Đây, những thân nào mà xuống lá là bắt đầu nó nhú nụ này. Những thân nào còn lá là chuẩn bị chút lá hết là cho hoa, rồi chuẩn bị xưng nụ sau. Đây, úi giời, đẹp chưa? Đấy, những cái chậu này là giá cũ là tầm 230, 240, 250. Nhưng đầu xuân năm mới thì em bán cho các bác đồng giá hết là chỉ có 200.000 một giò hoàng phi hạc hàng thuần này. Nhà em thuần thì tầm khoảng 2 năm rồi, về là treo lên chơi đấy nhá. Chỉ có 200.000 một chậu thuần. Và hiện tại thì cây đang chuẩn bị nhú nụ. Không phải là hoàn toàn nhưng mà đều hầu như là đang chuẩn bị, vì mùa xuân là cái mùa của hoàng phi hạc ra hoa mà. 200.000 đồng một chậu. Tiếp theo là cái dòng kim điệp đột biến mắt nâu, họng nâu. Vừa rồi thì cuối năm em có nhập một cái lô hàng nụ. Đây, cái bông của nó to lắm mọi người ơi, cho mọi người xem này. Kim điệp gọi là kim điệp đột biến mắt đỏ này, hoa của nó, cánh của nó trắng sữa. Rất là đẹp mà thơm lắm các bác nhá, rất là thơm đấy. Bông hoa của nó đây, vừa sổ ra một bông. Đây là mới sổ cho các bác xem hoa này, mắt đỏ luôn, cánh trắng này. Bông nó to hơn kim điệp xuân mà cánh nó dày dặn hơn. Hiện tại thì chậu đang có nụ hoa, trung bình một chậu tầm 3 thân. Đang nụ, đang nhú vòi nụ như thế này. Em bán lô này giá là 190.000, 190.000 đồng một chậu. Đầu xuân nhá, đầu xuân năm mới thì mua 2 chậu. 2 chậu em sẽ miễn phí ship cho các bác, được chưa? Ok chưa? Rất là ok luôn nhá. Đầu xuân năm mới mua 2 chậu kim điệp Indo, kim điệp mắt đỏ này là miễn phí ship. Còn tiếp theo là cái lô nhập đầu năm này, đó chính là dòng Dendro tím chớp. Những cái chậu Dendro tím chớp năm ngoái bán rất là chạy hàng. Hiện tại thì cây của nó đang chuẩn bị thắt ngọn xuống lá và sắp tới là sẽ xưng ra cho hoa. Dendro tím chớp đầu xuân. Đây, cái bông này đang vừa sổ này các bác này.
cánh này, chớp viền này, đấy viền chớp đúng không nhá, bông hoa của nó rất là to, cánh viền chớp, đây nó mới sổ thôi, mới sổ bông hoa tím viền chớp này, nó sổ hoa này, nó sổ đầu ngọn, đáng nhẽ thân hoa của nó phải lên hoa từ đây lên đây cơ, đó, đây là hoa sổ này, nụ hoa đang lên này, nó sẽ đang nhú dần dần. Và một chậu hai thân, một thân thắt ngọn và một thân đang đi ngọn như thế này, em bán cho các bác sưu tầm là 220, mua một cặp là 400.000 nhé, mua một cặp tính 200.000 một chậu thôi. Còn bên đây đó chính là Dendro vàng kim cương. Vàng kim cương thì nó sẽ ít thân hơn là dòng tím chớp. Lưu ý là vàng kim cương nó chỉ có một thân thôi và cùng lắm là đang lên một cái mầm gốc nhỏ tầm 40 cm. Vàng kim cương này hoa của nó màu vàng rất là xinh và họng lưỡi màu nâu đẹp lắm. 220, mua hai chậu hoặc kết hợp với tím chớp em cũng bán cho các bác 200.000 một chậu. Đây còn duy nhất một chậu giả hạc Pháp này, bán giá tri ân khách hàng đầu năm nhé. Giả hạc Pháp bây giờ là đáng nhẽ là cũng phải rơi tầm 450-500 một chậu đang nụ hoa, nhưng có duy nhất một chậu này trung bình phải hơn 20 thân ghép trong một cái giò tròn, đầu xuân nó sẽ mọc mầm ở đây và bây giờ thì đang sưng nụ rồi. Nụ hoa nhiều lắm các bác, nụ hoa nhiều cực kỳ luôn, thân nào hầu như là cũng đang sưng nụ ở đấy. Đây các bác nhìn thấy nụ giả Pháp chưa? Chậu này em bán là 370.000, 370.000 một giò to đùng luôn, rất là dài, nhiều thân. Còn duy nhất một chậu là chậu trầm blue, 250, hoa rất là thơm, hai thân to đùng luôn, thân mập bằng ngón tay cái. Và Dendro vẫn đang thanh lý nhá, thanh lý đầu xuân Dendro nắng, thanh lý 50.000 đồng một giò. Để em nhập cái lò hàng mới, hàng mới là 70.000 đồng một giò, nhưng đầu xuân năm mới em sẽ bán thanh lý cho các bác 50.000 đồng một giò thôi. Đây là lô của trong năm và em nhập nhiều và bây giờ nó còn lại ít. Nói chung là lá liếc thì cũng có, cây thì đẹp, có cây thì lá nó hơi xước xác một tí, nhưng giá đồng giá 50.000. Dendro nắng hoa quanh năm. Đầu xuân thì mọi người trồng Dendro nắng nhiều, bởi vì để cho nó hoa của nó nở quanh năm ấy, thì mọi người chơi Dendro nắng nó bền hoa hơn rất là nhiều nhá. 50.000 đồng một giò. Nếu mà lọc ra thì nó phải rơi tầm khoảng 15-20 loại. Thì các bác muốn mua là 5 cây 5 màu hoặc 5 cây 5 loại thì em sẽ nhặt cho các bác. Lưu ý là nó tùy từng dòng. Ví dụ cây mắt rồng thì nó chỉ thấp thấp nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi. Còn có cây thì nó dòng nó cao hơn, cây nó cao hơn. Đây là cây kinh vàng này, nhà em thì ghi tên hết cho các bác rồi. Giá bình thường là 70.000 các bác mua, bây giờ bán những cái cây này có 50.000 một cây. Thực sự các bác là giá nhập cả cước về ấy, gần như là bán hòa vốn hoặc là bán lỗ, tại vì nó còn bù vào những cái cây nó bị hư hỏng nữa. Giá này giá lỗ lắm rồi. Còn bên đây là dòng Pensoda thì dòng cao cấp hơn. Thì loại này thì em đang bán là 220. Loại này thì trước đó vẫn bán 250 nhưng đầu xuân bán 220 một giò. Còn nếu mà lấy một cặp là 400.000 nhá. Pensoda hoa thơm. Còn cái loại cây Pensoda loại nhỏ nhỏ này thì đang bán 70.000. Cũng đang giảm giá. Giá cũ 85 bây giờ bán 70.000 cây Pensoda loại phi 12, còn đây là phi 16 nhá. Và tiếp theo là những cái bảng hoàng thảo với hoa trắng này. 130 một bảng, 250 một cặp. Đấy. Hàng này trước đó vẫn 180, nay bán 130. Nói chung là cũng có một hai vài cái thân nó bị gập gốc, tại vì thân nó cứ nặng là nó hay bị gập gốc những cái hàng bảng này. Còn đây là trầm trắng môi tuyết này, cũng thanh lý giống trầm giống hoàng thảo vôi, cứ mua kết hợp một cặp là 250 nhá. Em lên tiếp cho mọi người những cái chậu chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc hàng thuần, chuỗi ngọc thì bây giờ nó đang chuẩn bị nhú vòi nụ rồi này. Đây những cái mắt ngọc rất là sáng và đang nhú nụ. Và loại này thì bán 180 một giò thôi. Đầu xuân em còn vài giò em bán 180. Giá cũ 200. Đây này, một giò chuỗi ngọc rất là nhiều thân này, có 180 này. Đây còn một giò đen rũ mắt đen, đáng nhẽ cuối năm vừa rồi này em đã bán cho khách rồi, nhưng mà khách ở trong khu vực dịch nên không gửi được. Giò này em bán 350. Đây cây này đang chuẩn bị nhú nụ, 350 giò đen rũ này rất là nhiều thân. Dendro ngọc trai đen, lá mít. Đây dòng lá mít nhé, tròn xoe, thanh lý nhé, 70.000 một cốc. Giá cũ 100, nay 70.000. Nó hơi rớt lá gốc một tí, nhưng mà riêng dòng này thì bản chất nó cũng hay bị rớt lá gốc, nhưng mà chủ yếu là cái dòng lá mít thì người ta thích. Ngọc trai đen này 70.000. Tiếp theo là những cái chậu xinh tím này. Dendro xinh tím, chậu nhiều thân, 100.000 đồng một chậu nhé. Giá cũ bán 120, hôm nay bán 100.000 thôi. Mua 3 chậu em tính 90.000. Đấy, xinh tím. Dòng xinh tím này hoa của nó vòi nó dài lắm. Có cái lô hàng về đang hoa mà vòi rất là dài luôn. Tiếp theo là em đến dòng cát ạ. Cát lay da thì nhà em hiện tại có những màu như sau. Và
cát vẫn áp dụng chương trình là mua 3 chậu miễn ship nhé. Em có cái lan cát củi tỏi này, hoa siêu thơm này, chậu của nó rất là dài, nhiều thân như này là 170.000, mua 3 chậu miễn ship. Màu vàng lưỡi đỏ này, bụi to, nhiều thân, 180.000, riêng bụi cát vàng lưỡi đỏ này bán siêu chạy hàng. Lô đợt này lấy nhiều nên bây giờ còn hàng á. Đây, cát vàng lưỡi đỏ. Có bụi to tướng, không dám quảng cáo đây. To lắm ạ, 180.000, 3 chậu miễn ship, bông to. Đây là cát trắng họng tím, cũng 130.000, cái này 130 thôi. Đây là cát hồng, cát màu hồng này 130.000, 3 chậu miễn ship này. Cát màu đỏ chùm, hoa của nó màu đỏ nhung đấy ạ, 130.000, bụi to. Như dòng này lá của nó hơi xấu xí tí, nhưng bụi nó rất là to. Hồng phấn này cũng 130.000 này. Vàng mắt mèo, à vàng mắt nai, 130.000. Đây, màu vàng tuyền hết. Vàng lưỡi đỏ này. Đây là cát hồng, hồng thơm, 170.000. Và cát trắng lai đùi gà này thì em bán 120. Bụi nó ít thân. Cát cứ mua 3 chậu là miễn ship nha mọi người nhé. Mua 3 chậu cát là miễn phí ship. Và đừng quên là vẫn có chương trình là mua đơn hàng từ 500 sẽ được tặng một chậu pen soda xưa các bác nhá. Em có một cái lô hoàng thảo u lồi này, chỗ này là nặng 7 lạng, 7 lạng em tính 140 nhá. U lồi giá thường là 250 cân, hôm nay tính 200.000. Cái lô này thì vẫn có nụ này, có cả mầm gốc, bật rất là nhiều mầm gốc. Hàng về cắt tỉa vớt rễ đi, ghép lên là bây giờ mầm gốc bật lên là đẹp. Đấy, hàng này là em treo ở trong vườn để cho nó lên mầm. Đấy, 140 cái lô này 7 lạng. Tiếp đến là những cái chậu đai châu Thái nhá, cũng có cây đang có nụ hoa ạ. 160.000 một chậu đai châu Thái. Cây rất là to, cây đơn. Và loại này mua 2 chậu thì tính 300.000. 300.000 một cặp đai châu Thái. Và tiếp theo là những cái chậu 5 cánh trắng Phú Thọ nhá. Cái này thì em có 5 chậu và em đánh theo tông mã rồi, hàng Ki chuẩn hoa. Bây giờ thì thời điểm này nó đang thắt ngọn. Chậu P1 này đo là 10,5 cm, 370.000. Phú Thọ thời điểm căng nhất, cao nhất nó rơi tầm 1,8 triệu một sen. Và bây giờ thì bán ra chỉ rơi tầm 30-35.000, nó còn tùy cây nữa, tùy lực cây. Chậu này em bán 10,5 cm, 370.000. Chậu P2 này rất là nù mập, đẹp, 11 cm, 380.000. P3 13 cm, đang thắt ngọn, 460.000. P4 9 cm, 315.000. 9 cm. Và P5 25,5 cm, 850.000. Đấy, 850. Phú Thọ để bảo hành hoa chuẩn hoa 100% và có cam kết bảo hành cho mọi người. Sổ hoa không đúng cam kết thì bên em sẽ đền nhé. Hàng này thì lấy vườn uy tín. Và năm nay thì em sẽ bán thêm cả những dòng cây cảnh nhé, như hoa giấy này, hoa đỗ, hoa trạng nguyên. Những cái cây này là cây bạch dương hay là cây dạ ngọc minh châu. Hàng dạ ngọc minh châu này đang sale cho các bác 140 một cây, cây to đùng luôn. Cây này trước đó là 200.000, đầu năm thì đang sale, các bác có thể đến nhà mua cây, những cây dạ ngọc minh châu này 140.000 đồng một cây. Cây rất là to. Và ngoài ra cái bên cơ sở nhà em có bán thêm cả những chế phẩm phân thuốc nhá. Và cả bộ máy tưới lan, thì trong quá trình đặt hàng các bác muốn tư vấn và đặt thêm dòng phân thuốc nào thì inbox cho bên em sẽ tư vấn trực tiếp. Và sau đây thì xin phép là kết thúc clip và nhận đơn hàng các bác trong phiên ngày hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.